Chào anh em, chào mừng đến với channel của Zomark. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách in đơn hàng trên Tiki với máy in nhiệt. Với hướng dẫn này thì sẽ áp dụng cho anh em đang sử dụng cái hình thức vận hành là dropship nhé. Còn nếu mà anh em vẫn đang sử dụng hai hình thức khác đó là FPT hoặc là ODF thì cái cách này nó không phù hợp lắm. Rồi chúng ta cùng bắt đầu nha. Rồi sau khi mà đăng nhập vào trong Seller Center như này, anh em click vào đơn hàng và chọn xuống mục giao thẳng từ nhà bán thì tất cả những đơn hàng của hình thức dropship nó sẽ xuất hiện ở đây. Thì hiện tại như các bạn đang thấy ở đây thì bên mình có 3 đơn hàng đang ở trạng thái chờ xác nhận. Các bạn có thể bấm vào từng đơn hàng một, bấm vào chọn có hàng, mặc định đã chọn sẵn rồi nhé, bấm xác nhận đơn hàng. Hoặc anh em có thể bấm tất cả rồi chọn bấm xác nhận đơn hàng như này. Ok, ở đây chúng ta sẽ bấm xác nhận cho những đơn đã chọn. Đó, nó sẽ hiển thị lên như này, dấu tích vào có hàng đã chọn sẵn rồi. Rồi ở đây anh em sẽ bấm vào vị trí này, vui lòng chọn kho thì chúng ta sẽ bấm vào và chọn cái kho lấy hàng. Ở đây chúng mình để là tên là Zomark và kho là ở Hồ Chí Minh. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào xác nhận những đơn hàng được chọn ở đây. Hệ thống sẽ hỏi là một lần nữa, bấm có. Ok, rất nhanh hệ thống đã thực hiện xong cái bước này. Chúng ta quay lại danh sách đơn hàng. Thì bây giờ ở trạng thái chờ xác nhận nó là được chuyển qua đang xử lý rồi. Giá mà Tiki thêm cho cái phần đóng mở ngoặc ở phần cuối này, cái số lượng thì chúng ta nhìn nó trực quan hơn rất là nhiều đúng không ạ? Chúng ta chuyển sang tab đang xử lý. Rồi ở đây là 3 đơn hàng chúng ta vừa mới tạo xong. Thì bây giờ chúng ta lại nhìn thấy kế bên nút này nó có biểu tượng có chữ in phiếu. Thì chúng ta có thể in từng đơn một ở đây hoặc có thể bấm chọn tất cả và bấm in ở trên này cũng được. Rồi bây giờ trước khi mà in cái phiếu giao hàng ra, chúng ta sẽ phải thực hiện một thao tác, đó là setup ở trên cái máy in cũng như trên máy tính để làm sao nó có cái khổ giấy phù hợp nhất. Rồi ok, ở đây thì mình đang có hai máy in đại diện cho hai dòng máy. Thứ nhất là dòng máy bỏ giấy bên ngoài như này, và đây là loại máy bỏ giấy bên trong. Thì với hai dòng máy in này thì anh em đều có thể in được cái đơn hàng Tiki. Và hiện tại khổ giấy mình đang lắp trong máy đó là giấy 10 x 15 cm. Chiều ngang này là 10 cm, chiều cao này là 15 cm, hay còn gọi là giấy A6 đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần thiết lập khổ giấy in một chút ở trên máy để cho nó phù hợp với cái giấy đang lắp trong máy nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thiết lập cái khổ giấy. Thực ra bước này nếu anh em đã từng làm rồi thì không cần phải thao tác lại đâu. Mình làm ở đây là với những anh em có thể chưa thao tác lần nào thì anh em sẽ làm cho dễ. Có hai cách để vào trong cái phần quản lý tùy chọn máy in. Anh em có thể vào trong Control Panel bằng cách bấm vào phím Windows ở đây, sau đó gõ Control Panel. Rồi, nó đây ạ. Đó, đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai, anh em có thể vào trong cái phần quản lý file ở đây, My Computer đấy, ở đây. Hoặc là anh em bấm chuột phải vào trong cái hình lá cờ ở đây và chọn cái phần File Explorer ở đây. Đó. Thì ở đây anh em bấm vào cái mục ở đây này, góc trên cùng như đây ạ. Đó, bấm ở đây nó sổ xuống, sẽ nhìn thấy cái phần Control Panel ở đây. Thì anh em thích cách nào thì làm cách đó cho nó tiện nhé. Rồi tiếp theo ở đây anh em sẽ bấm chọn vào cái phần View Device and Printer. Nếu mà giao diện của anh em đang không như thế này thì anh em bấm vào cái phần View By này. Có thể nó đang là những cái mục khác thì anh em chọn nó về cái Category này. Rồi ở đây anh em bấm chọn vào View Device and Printer thì chúng ta vào trong phần quản lý máy in. Đây, tất cả những máy in và thiết bị ngoại vi đã từng kết nối, đã từng cài đặt nó sẽ xuất hiện ở đây. Hai cái máy in mà hồi nãy anh em xem trong video á, thì nó là máy Rongta RP421 và máy XP470B đây. Chúng ta sẽ thiết lập từng máy một. Thực ra đây mình thiết lập rồi, mình sẽ view lại cho anh em xem thôi. Đây, chúng ta bấm chọn dòng thứ 3 từ trên xuống. Rồi, cái khổ giấy chúng ta thiết lập sẽ là giấy 10 x 15 cm như thế này. Rồi chúng ta bấm apply và lưu lại. Tương tự máy 470B cũng vậy. Tức là cái giấy đang lắp trong máy là khổ bao nhiêu thì chúng ta thiết lập khổ giấy đó, và cụ thể ở đây là giấy A6 10 x 15 cm. Đây chúng ta sẽ chọn A6 10 x 15 cm. Ok, chúng ta bấm apply và lưu lại. Rồi như vậy là chúng ta đã thiết lập xong cái khổ giấy phù hợp rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cái phần đơn hàng đang xử lý để in những cái phiếu này ra. Chúng ta sẽ tích chọn vào tất cả hoặc từng phiếu. Ở đây mình sẽ làm từng phiếu một, anh em xem nó dễ hơn. Ta bấm vào đây,
in phiếu, hoặc chúng ta có thể tích chọn ở đây và bấm trên này cũng được. Ok. Rồi cái cửa sổ nó xuất hiện lên như thế này. Đó, kích thước của nó là kích thước B6, chúng ta để mặc định như vậy nhá. Nó in được cả A4 ấy, rất là to, rất là dở. Cái phần này Tiki đáng lẽ ra phải khắc phục từ khá lâu rồi. Chúng ta bấm vào tiếp theo. Rồi. Đây, đây là cái phần cái tem vận chuyển dán lên gói hàng các bạn này. Đó, được dán bên ngoài kiện hàng. Đó, chi tiết chưa ạ? Tiếp theo. Cái này là bỏ bên trong kiện hàng. Tức là chúng ta phải in tới hai phiếu. Phiếu đầu nó chỉ có thông tin về mã vận đơn và một chút thông tin về khách hàng, nó không có thông tin về hàng hóa. Chỉ có cân nặng thôi và cái tiền thu hộ thôi. Nên bắt buộc chúng ta phải in cả cái tờ thứ hai này ra thì nó mới có thông tin về cái sản phẩm để chúng ta đóng gói cho nó phù hợp. Rồi ok, chúng ta bấm vào in phiếu. Đó, hiện tại thì mình sẽ chuyển sang cái máy RP421 ở đây, cài khá nhiều máy in. Rồi bấm chọn. Đó, như anh em đang nhìn thấy, nó chia thành hai tờ. Ok luôn đúng không ạ? Nhưng cái tờ thứ hai nó bị thiếu nội dung một chút ở phía này. Nên chúng ta sẽ phải chỉnh một chút. Cái phần margin là lề này, chúng ta để mặc định này, năn này. Năn tức là nó không có lề luôn, nó sát luôn đấy. Cái phần square này anh em nhé, chúng ta để custom. Và chúng ta cho cái tỷ lệ này nó bé xuống một chút. Rồi ok, nó rơi vào tầm 80, 80 anh em nhé, là cái này đã lọt hết lòng vào trong rồi. Và cái phần phiếu này cũng đã hiển thị đầy đủ thông tin như thế này rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành in ra nhé. Rồi đây là cái tờ đơn hàng của chúng ta. Mặc dù nó hơi bé lệch về một góc như này nhưng nó đầy đủ thông tin và quan trọng là cái mã vạch này này, quét ok anh em nhé. Đó, đầy đủ thông tin. Cái tờ thứ hai này nó chính xác luôn này. Đó, nó lọt khổ và cái thông tin hàng hóa này chúng ta đọc được mặc dù nó hơi bé một chút. Vì thực ra cái form này nó chưa chuẩn cho cái máy này nên chúng ta phải in nó hơi tạm thời một xíu thôi, nó chưa được chuẩn chỉnh lắm nhưng mà ok. Bên mình đã gửi rất là nhiều những hàng hóa như này đều được kho Tiki chấp nhận. Còn nếu anh em muốn in cái tờ 1 nó to hơn ấy, thì anh em phải in thành hai lần. Cái tờ 1 để mặc định thì nó to ra tới đây. Tuy nhiên là chỉnh như vậy nó mất thời gian lắm. Nhất là anh em nhiều đơn thì in như vậy rất là cực. Đó. Bây giờ mình sẽ in tiếp bên cái máy bên này để anh em xem thêm nhé. Rồi đây anh em xem ạ. Rất là chi tiết, rất là đẹp. Cả hai tờ luôn nhé. Rồi, để chắc chắn cái việc mã vạch này nó hoạt động ok, bây giờ mình sẽ quét test để cho anh em cùng xem. Mình sẽ mở một cái file txt như thế này lên, phóng kích thước chữ to lên một xíu này. Rồi, ok, cho nó vào giữa đây. Rồi, chúng ta có thể sử dụng một cái máy quét như này nếu anh em có, hoặc có thể sử dụng điện thoại quét cũng được nữa. Cài những cái app có tên như là barcode scanner hay gì gì đó. Ok chưa ạ? Cả hai mã anh em nhé. Rồi, mã bên này cũng vậy. Rồi, đến tờ này. Rồi, khi mà đóng gói thì anh em sẽ dùng cái này, tờ thứ hai này để lấy thông tin sản phẩm để đóng gói. Và đồng thời sẽ xé cái đơn này ra luôn. Anh em cho vào gói hàng. Còn cái này chúng ta sẽ dán bên ngoài kiện hàng. Đó, như vậy. Rồi ok, như vậy là mình vừa mới hướng dẫn qua cho anh em cách in đơn hàng trên Tiki với những dòng máy in nhiệt như thế này. Hy vọng với những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho anh em vận hành cái gian hàng của mình trên Tiki với cái mô hình dropship nó hiệu quả hơn. Có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc, anh em vui lòng để lại câu hỏi dưới phần bình luận nhé. Và hiện tại bên mình đang cung cấp những cái dòng máy như anh em thấy ở đây. Anh em kéo trong phần mô tả để xem chi tiết hơn. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.